ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hội nghị do đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn. Thành phần tham gia tập huấn gồm lãnh đạo cán bộ thuộc lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Thuế, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Hồng Dung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, Tây Ninh là một trong 4 tỉnh được Văn phòng Chính phủ chọn tập huấn trực tiếp trước khi triển khai nhân rộng ra toàn quốc. Bà Huỳnh Thị Hồng Dung đề nghị các thành viên tham dự sau đợt tập huấn này sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện trên địa bàn tỉnh, góp phần hiệu quả tích cực vào công tác hành chính của tỉnh. Buổi tập huấn nhằm giới thiệu về quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn nội dung, nghiệp vụ, cơ chế phối hợp dành cho cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thuế ở địa phương trong triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.